sau khi một nhân viên làm việc cùng có kết quả dương tính với COVID-19, Chu Nga cùng nhiều người khác từng tiếp xúc đang tự cách ly tại nhà và chờ kết quả xét nghiệm. Truyền thông Hàn Quốc mới đây đã đưa tin Chu Nga hiện đang bị cách ly do nghi ngờ nhiễm virus corona. Theo đó, một nhân viên từng đi với Chu Nga ra nước ngoài để thực hiện lịch trình chụp hình khi trở về có triệu chứng đáng ngờ, nên đã được đi kiểm tra và cho kết quả dương tính với COVID-19. Chính vì vậy hiện tại Chu Nga cùng nhiều nhân viên từng tiếp xúc với người này sẽ phải tự cách ly tại nhà và chờ kết quả xét nghiệm liệu có nhiễm virus corona hay không. Hiện tại công ty quản lý của Chu Nga vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về thông tin này từ báo chí Hàn Quốc. Trong khi đó, hiện tại người hâm mộ của Chu Nga đang rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của nữ thần tượng và cầu nguyện kết quả xét nghiệm sẽ âm tính. Sắp tới vào ngày 29 tháng 2, Chu Nga có lịch trình trở lại cốt với dự án New WAP. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, nữ thần tượng sẽ phải dời lại toàn bộ lịch trình cũng như việc quảng bá cho sản phẩm mới. Chu Nga được thông báo là idol đang bị cách ly vì tiếp xúc với người nhiễm COVID-19. Cộng đồng fan cốt nói chung hiện cũng cực kỳ quan ngại khi nhiều idol phải hoạt động thường xuyên giữa mùa dịch, đặc biệt họ phải di chuyển liên tục đến nhiều quốc gia trên thế giới và xuất hiện ở nơi công cộng, đông người để phục vụ lịch trình. Dịch bệnh viêm phổi cấp COVID-19 đang hoành hành khắp nhiều quốc gia trên thế giới. Sau tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc, mới đây Hàn Quốc trở thành quốc gia có người nhiễm COVID-19 lớn thứ hai toàn cầu. Tính đến ngày 28 tháng 2, đã có hơn 2.300 ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc, tập trung ở Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, số ca tử vong lên đến 13 người. Số lượng ca nhiễm vẫn đang tăng lên từng ngày, do còn hàng chục ngàn người đang chờ kết quả xét nghiệm. Video liên quan UNPT, theo Thế giới Trẻ Let's Plus X, Oi.